Lời bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 12 tháng 10 muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết sao cho được lòng dân, bút danh chiến thắng, đăng báo cứu quốc, số 65, ngày 12 tháng 10 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc ta, song chính phủ mới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thù trong, giặc ngoài, điên cuồng quấy phá tìm mọi cách lật đổ chính quyền non trẻ của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài sao cho được lòng dân để căn dặn các cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an của chính quyền mới phải luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên, lên trước, việc gì có lợi cho dân phải kiên quyết làm, làm cho bằng tốt. Theo quan điểm của bác, một nhà nước thật sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân phải coi việc phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân là mục tiêu, phương hướng hoạt động của mình. Người chỉ rõ, chế độ ta là chế độ dân chủ, nhân dân là chủ chính phủ là đầy tớ của nhân dân thấu triệt quan điểm của người đảng nhà nước ta luôn nhất quán và triển khai quyết liệt đồng bộ chủ trương xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được mở rộng và phát huy một số chính sách và quy chế bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân trước hết ở cơ sở bước đầu được mở rộng thực hiện đáng chú ý là hệ thống pháp luật được đổi mới bổ sung và tăng cường chất lượng các kỳ họp quốc hội hội đồng nhân dân các cấp được nâng cao phương thức quản lý điều hành của bộ máy nhà nước sâu sắc thực tế hơn tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong xã hội các hoạt động của ngành tư pháp tòa án viện kiểm sát có nhiều tiến bộ việc đổi mới nhà nước đúng định hướng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lành mạnh hóa các mặt văn hóa xã hội giữ vững sự ổn định lâu dài của đất nước học tập và làm theo lời bác hồ dạy lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam một đội quân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu đã không tiếc máu xương sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giải phóng đất nước, giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ của đế quốc, thực dân trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức giúp đỡ dân, bảo vệ dân, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, đồng hành cùng ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, nơi phên dậu của tổ quốc đã gấp phần cùng với cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ trong tình hình mới. Nội dung video đến đây là hết, xin cảm ơn các đồng chí, mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại các đồng chí, mọi người nội dung ngày tiếp theo. Các mọi người yêu quý các chú bộ đội thì hãy đăng ký kênh, tiếp theo nhấn vào nút thông báo để nhận được video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất và khi xem video mọi người thấy hình ngón tay cái chỉ lên trên thì bấm vào và đừng quên viết những bình luận của mình để các chú bộ đội có động lực làm những nội dung hay hơn nhé. Mọi người muốn chú làm nội dung gì thì hãy bình luận phía dưới video, các chú bộ đội cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. chào tất cả mọi người.